Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm video báo giá nhẹ nhàng cho anh em về mẫu xe tải cũ trong mùa dịch Covid. Thì hiện tại tại Bình Dương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 rất là dữ dội, phong tỏa đè le hột me hết. Thì mình cũng vẫn cố gắng làm một cái video báo giá nhẹ nhàng cho anh em. Đấy, đầu tiên mình có một em Hyundai nè. Hyundai này đời 2018 nha, 1,5 tấn thùng kính, có cửa hông, thùng 3,2 m, bọt tơ 150 với mức giá là 320 triệu. Đấy, cái bên em Suzuki Berlingoan với mức giá là 175 triệu, đời 2017, Suzuki 2017 nha, cái này Suzuki Berlingoan á, 580 kg, xe tải van, có mức giá là 175 triệu. Kế đó mình có một em Kia K2007 đời 2004 nè, thùng kính 1 tấn, thùng 3,1 m, 90 triệu nha anh em, nước sơn màu xanh rất là bắt mắt luôn. 2004 nha, K2007 1 tấn, thùng kính 90 triệu, cũng rất là đẹp và rất là xịn sò luôn. Kế bên là mình có một em Hyundai 1,9 tấn cabin kép đời 1999, thì còn hơn 3 năm nữa là hết niên hạn sử dụng, thùng 4,2 m, thùng mua bạc 110 triệu. Đây là những cái giá cả mình đưa ra trong mùa dịch Covid, đã giảm giá rất là nhiều, bán gần như là hồi vốn luôn anh em. Và kế bên là mình có một em Giải Phóng 3,5 tấn thùng kính siêu dài, thùng nó 5,1 m nè, 3,5 tấn nha, đời 2008 Giải Phóng của Trung Quốc, máy phao xài cũng còn rất là ok và mượt mà lắm, đời 2008 nha, 110 triệu. Em Giải Phóng thùng rất là to, to khủng khiếp luôn anh em. Nói chung là dòng Giải Phóng Trung Quốc này xài cũng còn rất là ổn anh em, 2008 nha, xe 3,5 tấn, thùng kính rất là to như thế này. Đấy, tiếp theo mình sẽ đưa anh em đến một em Jack cũng Trung Quốc luôn, nhưng mà 2,4 tấn, thùng quy bạc, thùng 3,8 m, đời 2017, ra cơ máy củi sắt luôn, 220 triệu, ra đi em nó, nước sơn màu xanh dương khá là bắt mắt, thùng quy bạc mở 5 bửng nha, 4 bửng bên hông và 1 bửng phía sau. Đấy, đó là những cái mẫu xe tải cũ. Kế bên mình có một em Hyundai 1 tấn thùng kính, thùng của nó là 3 m, cũng 3,1 m, gần 3,2 m, đời 2008, thì con này là 130 triệu nha, 2008 130 triệu, giá ưu đãi mùa dịch luôn anh em. Hyundai 1 tấn 2008 130 triệu, thùng kính 3,1 m nha. Đấy, em Hyundai phía trước dùng nhíp nè, giò gà và nhíp luôn, rất là bền. Jack 2,4 tấn thùng 3,8 m, 2017 với mức giá là 220 triệu. Đấy, mình với anh em cùng điểm danh là những dòng xe tải cũ đây. Hyundai 1 tấn nè, 2008 thùng 3,1 m, 130 triệu. Kế bên là Jack nè, 2,4 tấn thùng 3,8 m, 2017 220 triệu. Giải Phóng nè, 3,5 tấn thùng kính, dài 5,1 m, 2008 110 triệu nha. Đấy, thùng rất là to. Hyundai 1,9 tấn cabin kép đời 1999, thùng 4,2 m, có máy lạnh, với mức giá là 110 triệu nha. Kia đời 2004 nè, 1 tấn thùng kính luôn, thùng 3,1 m, 90 triệu. Hyundai 1,5 tấn bọt tơ 150, 2018, thùng 3,2 m, có cửa hông, thùng kính 320 triệu. Suzuki Berlingoan 2017 175 triệu, 580 kg, 2 cửa lùa, 1 cửa bật phía sau, cabin liền khói với thùng hàng phía sau. Isuzu 1,9 tấn thùng kính, có cửa hông, lớp ngoài, lớp tơ lan kẽm, thùng 4,2 m, 4,3 m, sorry anh em, thùng tới 4,3 m, là 1,9 tấn vô thành phố được
đầu vuông ra cơ 2017. Sorry anh em, đầu tròn. Xe này dòng đầu tròn ra cơ 2017. Isuzu đó là 375 triệu. Kế đến là một em Hyundai S8 2020 nè. Siêu to khổng lồ luôn. 7 tấn 1, thùng dài 5,8, thùng mưa bạc. S8 Hyundai ra điện 2020. Sản xuất 2020. 680 triệu có thương lượng. Nói chung là dòng này vẫn còn có thương lượng, vẫn có thể hỗ trợ vay ngân hàng với mức vay là 50% nha anh em. Hyundai E8. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của mình.